Kính thưa chư quý vị, để tiếp theo đây chúng tôi xin đọc lại phẩm kinh Báo Hiếu Cha Mẹ trong quyển kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân của Đức Phật. Vậy trân trọng kính mời chư quý vị cùng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ra đến số ai muôn tám ngàn, lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng dội đến nơi, lại liền bay lại rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan trong lòng ai ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đông xương dối dàng. Xin Phật giải tường, thầy là từ phổ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại xương khô. Phật rằng trong các môn đồ, người là đệ tử đứng đầu về công, bởi chưa biết lục trong chơi rõ nên vì người ta tỏ đuôi đầu đông xương dồn dập. Cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có bà cha mẹ hoặc thân ta hoặc kẻ sanh ta luôn hồi sanh tử tử sanh lục thân đời trước thì hài còn đây. Ta lễ bái những người tiền bối già ngắm ngồi gì nhớ kiếp xưa đông xương hỗn tạp chẳng vừa không phân trai gái bói bừa khói coi người chịu khó xét soi cho kỹ phần làm hai bên nữ bên nam để cho phân biệt cốt phàm không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đức A
lòng tha thiết, biết làm sao vẫn bị khỏi sai. Ngài bèn xin Phật tỏ bài, vì khó chọn lựa cái trai lúc này. Còn sắp tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng nghề đi ăn mặc phong minh. Chớ khi đã xác tiêu hình, xương ai như nay khó nhìn khó phân. Phật mới bảo A-la-hán nên biết, xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thấm dễ nhìn. Người có biết cớ sao đen nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra. Sanh con ba đôi quyết ra, tám học bốn đấu sửa hòa nuôi con. Vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A-la-hán dễ bi ai, số tương cha mẹ công dày dưỡng sanh. Bèn cầu Phật thi ân giải bảo, phương pháp nào báo hiếu sông thân. Thế Tôn ơi bảo lời rằng, vì người ta sẽ phân trần khá nghe. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con thập hoạt mười thai. Tháng đầu thai đau tới xương, mai chiều dịch giữ sợi tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục quyết ngưng. Bốn tháng đã tưởng ra hình, năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bài tăng thì đủ bỏ cốt xương. Lại thêm đủ lỗ chân lòng, cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tám phổ, tháng chín thì đầy đủ giống hình. Mười tháng thì đến ngày sinh, nếu con thảo thuận xuôi mình chung ra. Bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó dễ dùng đã cố lung tung, làm cho cha mẹ hai hùng sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Khi sanh đã muốn phần khoái lạc, cũng vì nhớ được bạc được vàng. Thế Tôn lại bảo A-la-hán, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin.
điều thương nhất giữ gìn thai giáo. Mười tháng trường chú đáo mọi bề, thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ chẳng lai, thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đuối đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xuống nước nhai cơm, miễn còn no ấm chẳng mà gớm ghê. Điều thứ bảy không chiêu quý, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng ở chia riêng, nếu còn đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chung cùng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốc, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Phật lại bảo A Nan nên biết, trong chúng sanh tuy thị phẩm người, mười phần mê mỗi ca người. Không tường ơn trọng đức dày song thân, chẳng kính mến quên ăn trái đức. Không xót thương dương dục cụ lao, ấy là bất hiếu mạt trao. Thì những người ấy đời nào nên thân, mẹ sanh con cứu mang mười tháng. Cực khổ giường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng gì thay. Cho nên thân thể hình hài kém suy, khi sanh sản hiểm nguy chi xiết. Sanh đặng rồi tinh quyết dầm về, vì như thập quyết trâu gì, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải năng chăm sóc, ăn đắng cái bùi ngọt phần con. Phải tắm phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ dãi mẹ không ngại gì. Nằm phía ước con thì phía ráo, sợ cho con ước ao ước chân. Hoặc khi ghé chốc đầy mình, chắc con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn ba năm bốn nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nể với con. Đến khi vừa được lớn khôn, mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng. Cho đi học mở tâm trí tuệ, dựng vợ chồng có thể làm ăn.
ước mong con được nên thân, giàu cho cha mẹ cơi bằng quản chi. Con đau ốm tức thì lo chạy, giàu tốn hao cách mấy cũng đành. Khi con căn bệnh được lành thì cha với mẹ an tâm định thần. Con dưỡng dục sánh bằng non biển, cơ sao con chẳng biết ơn này. Hoặc khi làm lỗi bị dày, chẳng tuân thì chớ lại bài ngộ ngang. Hờn cha mẹ phùng mang trở mắt, khinh trưởng huynh nộ nạt thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sống đường không kể, tiếng khuyên răng anh chỉ chẳng màng. Trai ngang chống bán mọi đàn, ra vào lui tới mắng càng người trên. Vì lỗ mãn tánh quen làm bước, chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng. Lên lên theo lối hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Bỏ bán làm theo cùng chúng giữ, nếp tập quen làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ cha bỏ mẹ trốn xa quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sanh nhai. Hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lập công. Vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phần nhiều vũ hí mà thôi. Sau khi pha hết của rồi, phải tìm phương thế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội tình tù rác phải dương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hai tin giữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao sắc buồn rầu. Thương con than khóc u sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vẫn dương. Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẽ, phải bỏ mình làm quỷ dữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường, trà đình tu điếm phố phường ngao du. Cứ mài miệt với đồ bất chánh, chẳng mấy khi thần tỉnh mộ khang. Làm cho cha mẹ than gian, sanh còn bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu, không ai nuôi thiêu thốn mọi điều. Ôm đào đôi ra
kêu riêu, còn không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương. Phần con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hoàng, cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúc tuần phố xuất gia, lo bên chồng chẳng xá bên mình, trước còn lại giảng viên thăm, lần lần ngủi lắm biệt tâm biệt ngàn. Quên dưỡng dục sống thân ơn trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo báo bổ cù lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay. Nếu cha mẹ gầy lá quở mắng, trở xanh lòng hờn giận chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lưỡng ba nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy cối, đập vào mình vào mũi vào hông, làm cho các lỗ chân lông thấy điều rương mau ướt dầm cả thân. Nên hôn mê tâm thần bất định, một giây lo mới tỉnh than rằng: bọn ta quả thiệt tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù. Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan. Tội tình khó nổi than gian, làm sao trả đắng muôn ngàn ân sâu. Trước Phật liền ai cầu trần tố, xin Thế Tôn mẫn cô bị lăng. Làm sao báo đáp thù ăn, tỏ lòng hiếu thuận sống thân của mình. Phật bèn dũng phản thân sao bóng, phận rõ cùng đại chúng lắng nghe. Cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương báo đáp cho vừa sức đau. Vì có người ơn sau dốc trả, cộng mẹ cha tất cả hai giai. Giáp dòng hòn núi tu nhi, đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền. Vì có người gặp cơn đôi giết, nuôi sống thân dẫn hết thân này. Xương nghiền thịt nát phân thay, trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng. Vì có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình khuyết thủng sông ngươi. Chịu thân mộ tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp mơ này thấm đau. Vì có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra rút hết tâm can. Quyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thấm mắt đau bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào
mình bất luận chỗ nào. Tuy là sự khó biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đời. Vì có người gì ơn dưỡng dũng, tự treo mình cũng Phật thế đèn. Cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp thâm mắng chưa đền. Vì có người xuống nghiền ra mở, hoặc dùng dao chạch bữa thân mình. Xương tan thịt nát chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp mơn trơn chưa đồng. Chỉ có người vì công dưỡng dũng, nuốt sạch nông thấu ruột thấu gan. Làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp mơn đây chưa đồng. Nghe Phật nói thải điều kính hãi, giọt lệ tràn khó nổi cầm ngăn. Đồng thinh bạch Phật lời rằng, làm sao trả đặng thâm ân xong đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử, phải lắng nghe ta chỉ sau này. Các ngươi muốn đáp ơn vậy, phải con biện chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tổng, cùng ăn năn những tội lỗi xưa. Cúng dường tam bảo sớm trưa, cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Dằm tháng bảy đến ngày tứ tứ, thập phương tăng đều giữ lễ này. Sắm sắm lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân. Đáng cầu nguyện sống đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn. Ây là bao đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sống thân của mình. Mình còn phải cần chuyên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy đến anh khá tuổi, thử phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tối, bằng chân thì ngục tôi phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thai. Sau khi chết bị đài vào ngục, ngục vô gian cũng gọi A Tỳ. Ngục này trong núi Thiết Di, bốn bên bằng sắt bao quanh vô cùng. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy, đốt tội nhân hết thải thành than. Có lò nấu sắt cho tan, rốt vào trong miệng tội nhân hành hình. Một giá đủ cho người thọ khổ, lột thịt da đào thấu tâm can. Lại có cho sắt rắn gan, phun ra khối lửa đốt đòn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong. Rồi cho một ngọn lửa hồng, nướng quay kẻ tội ra phòng thịt thao. Móc bàn sát thương đau gương dấu, trên không trung độ thao như mưa. Gặp ai chém ấy chẳng trường, làm cho thân thể nát nhừ như tương. Những hình phạt vô phương kế ớt,
mỗi ngục đều có cách trị riêng. Như là xe sắt phân tay, chim mừng mổ mắt trâu cài lưỡi le. Chớ chi đang chết liền rất đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân. Ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phát tại tỳ ngục rất nặng nề, ngỗ nghịch sống thân. Chúng người đều phải ân cần, thừa hành các việc phân trần khoảng trên. Nhất là phải kinh này ân chép truyền bá ra cho khắp đông tây, làm cho tất cả mọi người đều tin lời Phật đặng gài hiếu thân. Nếu anh đặng ngàn muốn quyển ấy thì cũng bằng thấy Phật dạng thiên. Do theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật ủng hộ ấy như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lánh, lại qua sanh về cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng giữa sông, khắp trầm tư chúng một lòng kính dân. Lại phát nguyện thà thân này nát, ra bụi cho muôn kiếp chẳng nài. Dầu cho lưỡi kéo trâu cài, đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên. Vì như bị ba thiên đao kiếm, khắp thân này đâm chém phân thay. Hoặc như lưới trói thân này, trải trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cứa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn ra rời. Đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời thầy phiên. Đức A Nan kỳ thiền đảnh lễ, cầu Thế Tôn đặt để hiệu kính. Ngày sau truyền bá chúng sinh, dễ bề cũng tụng trị chuyên tu hành. Phật mới bảo A Nan nên biết, quyển kinh này quá thiệt cao xa. Đặt tên bao hiếu mẹ cha, cùng là ân trọng thiệt là chân kinh. Các ngươi phải hành phụng giáo, đặng ngày sau y giáo cũng hành. Sau khi Phật giải đành rằng, bốn ban Phật tử rất mừng rất vui. Thấy một lòng dân theo lời Phật, và kinh thành tinh chắc vẹn truyền. Đồng nhau tu tại Phật tiền, nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cuộc trần thế xoay dần qua, kiếp phụ sinh tổ tan mấy lắm hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân người này có rồi hoàn không. Chim bao khéo khuấy lạ lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi. Làm cho buồn bã thế ni, hôm qua thấy đó bữa nay đâu rồi. Khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ tìm tiếp
như chòi cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lướt dách trăm cài, bây giờ bỏ xác ra ngoài gò quan. Khi nào tráo ngọc chuốt vàng, bây giờ một năm xương tàn lặng tâm. Khi nào mắt đẹp mãi thắm, bây giờ một trận tan tầm gió mưa. Khi nào ngựa lọc xe lừa, bây giờ mấy rước trắng đưa mơ màng. Khi nào ra trứng vào màng, bây giờ nhà cửa sớm làng cách xa. Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bóng núi khuất xa muôn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Khi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời. Khi nào bạn hữu sum vầy, bây giờ chén rượu cũ cà quạnh hiu. Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa ông bằng tổ sống đời, 800 tuổi thọ nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc công hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thành sùng. Nghèo mà đôi khác lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ai. Phù sinh sớm thôi một mai, giàu sang cũng thác xác xài cũng giống. Khôn ngoan tài trí cùng đồng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển trần nhiều nỗi gai go, mau qua bên giác tìm đò sông mê. Cuộc đời nên chán nên chi, tìm nơi giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, cuộc đời nay biển mai còn tỉnh chưa. Tỉnh rồi một giấc say xưa, sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn về cực lạc nước kia, cho xa quỷ mà lìa kiếp ma. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà, phóng ra một ngọn chổi lò hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng, thần hồn ra khỏi sao đàn nghiệp nhân. Quán Âm Bồ Tát vui mừng, tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài. Với cùng thế chí các ngài, đồng thời khuyến thỉnh lên ngai sen vàng. Có bao cái, có tràng phan, có hương, có nhạc rước đi đầy đường. Trước về đến cõi Tây Phương, có ao thất bảo, có hương ngũ phần. Sáng ngần ma ni có nước trong tầng trải quanh. Thất trần có bãi lớp thành, bãi hàng cây bao bãi dành lưới châu. Có ngân cây
lòng. Có chim nói pháp diệu màu dễ nghe, nghe rồi chứng quả bồ đề. Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền, đã sanh vào chính phẩm liền. Mấy tay cũng xài, mấy duyên cũng tròn. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đại bao thiếu gì, anh thì cơm ngọc, mặt thì áo châu. Có ngân cát, có kim lầu, có chim nói pháp diệu màu dễ nghe. Nghe rồi chứng đạo bồ đề, bao nhiêu nghiệp chướng thải đều tiêu tan. Chúng sanh nơi cõi trần gian, mau tu để được xem vàng đỡ chân. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sám một liên con quỳ lại Phật Thích Ca. Trọn lành lục thông đầy đủ nên danh, muốn tìm cha mẹ lòng thành gánh công. Đền ơn cho bố ầm bồng, liền dùng đảo nhãn xem dòng thế gian. Thấy dòng mẹ khổ muôn nghi ngàn, ôm gầy đói khát trong mì đàn quỷ mang. Một liên kêu mẹ khóc la, đau lòng thương mẹ đọa xá diêm đình. Thân đề nhìn thấy con mình, một liên cứu mẹ hết tình gánh không. Con ơi mẹ đói trong lòng, một liên nghe nói khóc mi rồng thở than. Vội vàng trở lại thế gian, bởi cơm một bát đêm sang mẹ mừng. Và cơm vô chừng, chén cơm qua lửa phần phần thành than. Một liên xem thấy kinh hoàng, trong lòng đau đớn khóc than buồn tình. Mẹ ơi niệm Phật độ mình, trở về lại Phật cầu xin mẹ vàng. Thích Ca đứng Phật phân qua, mẹ ngươi tội nặng sâu xa nghiệp hành. Ta truyền cứu tế pháp lành, cần cầu tăng chúng tình thăm chú nguyện. Cầu cho phụ mẫu hiện tiền, lục thân quyến tột bệnh điều hoàng. Bảy đời phụ mẫu đã qua,
hào quang. Vui chơi thông thả thanh nhàn, ngày rằm tháng bảy lập đàn trai tăng. Sắm cơm trăm món đồ ăn, trái cây ngũ quả hương đắng rõ ràng. Chiếu giường bồn nước mùng màng, dầu đường trà lá bát vàng đình cơm. Những đồ vật quý bóng thơm, thành tâm dọn tiếng lan bồn phân minh.